Tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án lưới điện phục vụ nhập khẩu điện từ Lào, dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất các nhà máy nhiệt điện Nhân Trạch 3, Nhân Trạch 4 và dự án đường dây 500 kV Lào Cai Vĩnh Yên, đại diện lãnh đạo các địa phương liên quan đã báo cáo nhanh kết quả nhiệm vụ được giao từ cuộc giao ban kỳ trước, nêu các khó khăn phát sinh, đồng thời nêu lên những giải pháp, kiến nghị của các bộ ngành hỗ trợ giải quyết. Đặc biệt, đối với đường dây 500 kV Lào Cai, Vĩnh Yên, 4 tỉnh liên quan đều thống nhất với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên rằng đây là dự án có vai trò rất quan trọng, vừa đảm bảo giải tỏa công suất các nhà máy điện, vừa truyền tải đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của các địa phương, do đó cần sớm đẩy nhanh tiến độ của dự án này. Sau khi nghe các ý kiến, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và EVN trong việc khẩn trương triển khai các dự án, các nội dung đã thống nhất kết luận từ kỳ họp trước và đạt được những kết quả nhất định. Các dự án lưới điện nhập khẩu điện từ Lào đã cơ bản giải quyết những vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số công việc khác như giải phóng hành lang tuyến đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ rõ nhiều công việc vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra như các dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất các nhà máy điện Nhân Trạch 3 và 4 chưa có chuyển biến và chưa bàn giao mặt bằng như cam kết. Dự án đường dây 220 kV Nậm Sum Nông Cống, dự án chạm cắt 220 kV Đắc Óc và Đấu Nối không thể hoàn thành trong tháng 10 năm 2024. Một số công việc cụ thể khác vẫn chưa hoàn thành như đã thống nhất tại cuộc họp kỳ trước. Do vậy, yêu cầu EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương khẩn trương xử lý các vấn đề về giải phóng mặt bằng, đồng thời có phương án khắc phục khó khăn, đẩy nhanh công tác thi công các dự án lưới điện nhập khẩu điện từ Lào, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các dự án trong tháng 11 này. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập trung xử lý vướng mắc khó khăn để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4. Yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, vật tư, đẩy nhanh công tác thi công, có biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thời tiết và địa hình, đảm bảo hiệu quả, tuyệt đối an toàn.